Xin chào anh em, mình là Hợp. Nay mình về được một mẫu review Thorman Diver XL. Và đây là một trong những cái mẫu rất tuyệt với màu của chúng ta. Chiếc này còn được gọi là màu Pepsi, bởi vì nó sẽ là sự kết hợp giữa hai màu, màu xanh và màu đỏ ở trên niềng benzen của chúng ta. Và không để các bạn chờ hơn nữa, mình sẽ mở hộp. Đó, các bạn sẽ thấy ngay là chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với mặt dial màu đen. Cùng với đó là niềng của chúng ta thì được làm màu xanh và màu đỏ, rất đẹp, dễ phối đồ đấy các bạn ạ. Nhìn thế thôi không khó phối đồ đâu. Màu này nhìn thế mà lại dễ phối đồ, bởi vì nó có cái mặt chính của chúng ta màu đen và dây của chúng ta toàn là dây thép. Chiếc này sẽ có một cái thẻ trắng đi kèm và nó sẽ có mã là 17572.2135. Đây là một cái mã chung của dòng Diver XL này, sao mình thấy con nào cũng mã như vậy. Tuy nhiên với chiếc này thì nó sẽ có những cái điểm khá là khác biệt so với dòng Diver XL khác của Review Thorman. Điểm đầu tiên là các bạn thấy là cái niềng này của nó không phải là niềng xoay tính giờ lặn, mà nó sẽ là niềng GMT 24 giờ. Và điểm thứ hai là niềng GMT này nó sẽ chia thành hai màu tương ứng với cả là giờ buổi sáng và giờ buổi chiều. Các bạn có thể thấy là từ 6 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều của chúng ta sẽ là màu đỏ tương ứng với trời nắng, trời sáng. Còn từ 18 giờ cho đến 6 giờ sáng của chúng ta thì sẽ là màu xanh tương ứng với cả lúc đó là đêm tối, muộn màn rồi, không có gì để làm nữa cả. Đó, và trên chiếc này thì chúng ta vẫn có những đặc điểm đặc trưng của dòng Diver XL, đó là độ chống nước của nó là 300m. Nó là một dòng diver professional và sử dụng máy automatic. Chiếc này vì nó sử dụng có tính năng GMT cho nên nó sẽ xuất hiện một cái kim thứ tư, đó là cái kim mà có mũi tên và cái kim đỏ này, các bạn có thể thấy. Nhìn qua thì các bạn có thể tưởng tượng đó giống như là một chiếc Rolex được làm với giá ít tiền hơn. Và thực sự là Review Thorman cũng hướng đến người tiêu dùng với những cái ý thích như vậy. Họ muốn mua một chiếc Rolex GMT hoặc là sub date. Tuy nhiên là với mức giá thì Rolex thì khá là khó với tới với giá khoảng 200 đến hơn 300 triệu như hiện nay. Còn với một chiếc Review Thorman GMT như này, giá của nó chỉ khoảng 18 triệu 500 thôi, có thể gọi là trong tầm tay của các bạn nếu như các bạn muốn mua một chiếc này. Và tính năng thì nó cũng không hề kém cạnh nhiều so với những dòng sản phẩm như Rolex. Với cái độ chênh lệch đó thì chắc là phải 250 triệu là tiền các bạn bỏ ra so cho cái thương hiệu Rolex rồi. Chúng ta sẽ có một ô lịch ở góc 3 giờ. Đây là ô lịch loop Cyclop và các bạn có thể thấy rất là rõ cái lịch này. Ngoài ra thì bộ kim và cọc số của chúng ta cũng có đầy đủ dạ quang. Kim dây của chúng ta có dạ quang tròn, kim GMT của chúng ta có dạ quang tam giác và hai kim chính của chúng ta, cái kim giờ này hay còn gọi là kim Mercedes, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái dạ quang riêng. Đó, ở phần viền của chúng ta thì chúng ta sẽ có một dạ quang duy nhất ở cái điểm này. Điểm này vừa giúp cho chúng ta có thể là tính giờ lặn, vừa giúp cho chúng ta có thể là điểm mốc của 24 giờ. Đó, các bạn có thể thấy cái niềng này của nó thì được làm bằng niềng thép và sau đó được sơn màu. Và nếu như các bạn dùng phá thì chắc chắn là cái niềng này nó sẽ xuống mã rồi. Đấy, tuy nhiên nếu các bạn dùng giữ gìn thì mình nghĩ nó cũng không có vấn đề gì cả. Vì cái niềng này thì nó rất là đẹp và có thể sau này là họ sẽ sản xuất cái niềng ceramic để cho chúng ta thay chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể là modify nó lên. Đó. Ở phía bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm chính và núm này của chúng ta thì sẽ có logo của Review Thorman ở đây. Hiện tại nó đang được che bởi một cái lớp màu xanh. Đó, mình sẽ bóc ra để cho anh em thấy cái logo Review Thorman họ được làm khá đẹp ở đây. Đó, và cái này chắc chắn nó sẽ là một cái núm mà núm vặn. Và núm với núm scale down này thì các bạn sẽ phải vặn ngược ra để trước khi chúng ta chỉnh giờ. Và các bạn có thể để ý khi mà mình xoay. Đó, mình xoay thì đến 10 giờ 10 sáng thì các bạn sẽ thấy cái kim GMT là nó sẽ lệch 1 tiếng so với cái kim giờ chính của chúng ta. Đây, ví dụ đây là 10 giờ thì các bạn có thể thấy ở đây nó đang khoảng là 9 giờ. Tức là nó sẽ lệch 1 tiếng đồng hồ. Đó. Và hiện tại là đồng hồ chúng ta đang để là 2 múi giờ. Nếu như các bạn để nguyên và các bạn không ấn vào để vặn thì chúng ta sẽ lên gót tay cho đồng hồ. Còn ở nấc 1 của chúng ta sẽ là nấc chỉnh ngày. Đó, các bạn có thể dễ dàng chỉnh ngày với cái nấc 1. Nói chung là đây là những cái mức chỉnh căn bản. Sau khi chúng ta chỉnh xong thì chúng ta nên nhớ là chúng ta vặn vào, bởi vì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể chống nước và bơi lội lặn thoải mái hơn. Niềng 24 giờ của chúng ta nó khác niềng lặn ở cái là nó sẽ xoay được 2 chiều. Và các bạn có thể thấy là với cái niềng này thì mình có thể xoay 2 chiều hoàn toàn. Và cái niềng của Review Thorman là niềng 60 nấc, nó không phải là niềng 120 nấc, cho nên là các bạn xoay một phát thì nó sẽ tương ứng với 1 phút các bạn nhé. Điểm đặc biệt trên chiếc Review Thorman GMT này đó là chúng ta sẽ có một cái đáy hở. Và đây là một cái điểm mà mình khá là thích hơn so với những cái dòng Diver XL khác mà mình đã từng trên tay.
Và các bạn có thể thấy ngay cái bộ máy của chiếc này, đó là một bộ máy là ETA 289. Và với bộ máy này thì các bạn sẽ có một cái chất lượng đáng nể của dòng ETA. Và Review Thomen đã chọn mẫu ETA dòng top grade để chúng ta có thể sử dụng tốt hơn với những cái đường vân mà chúng ta có thể dễ dàng thấy ở trên này. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có những cái thông tin như kính sapphire ở trước mặt này, sheet mat này, độ chống nước là 1000 feet tương đương 300 m, thân thép không gỉ đó. Và bộ máy của chúng ta thì sẽ được bao bọc bởi một cái lớp kính, và chắc chắn là lớp kính này nó sẽ có những cái lớp gioăng bảo vệ để giúp cho chúng ta có thể tránh nước hoàn toàn. Đi kèm với nó là chúng ta sẽ có một cái sợi dây với 3 mảnh. Đây là một sợi dây hoàn toàn basic và classic, cho chúng ta không có gì nhiều để bàn. Khóa đi kèm trước này thì nó cũng được làm từ khóa đúc, và các bạn có thể thấy với cái khóa đúc này nó cũng được làm khá là đẹp. Đó, tuy nhiên với cái khóa này thì nó vẫn chỉ là cái khóa thường thôi, và nó còn lâu mới sánh bằng được những cái khóa của những cái dòng sóc của Rolex. Bởi vì thực sự là cái giá tiền để có thể hoàn thiện được đến mức Rolex thì các bạn cũng sẽ vẫn ra, phải chi ra rất là cao rồi. Chiếc Review Thomen này là một trong những chiếc khá là hợp lý trong tầm tiền nếu như các bạn có thể mua với giá 18.500.000, bởi vì đó là giá đã săn sale rồi, còn giá hãng của chiếc này thì đắt hơn nhiều. Giá hãng thì mình thấy là xét cũng hơi vô lý một tí, tuy nhiên giá hãng của chiếc Review Thomen này nếu như bạn nào đã từng phải mua thì sẽ rất là chát chúa, nó có khoảng hơn 50 triệu so với cho một chiếc GMT này đó. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.